ever torn so deep, fallen down through the clouds of feeling you. Rồi, ok, xin chào tất cả anh em. Chào mừng quay trở lại với channel Review Game. Hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp tục về cái tựa game Phi Nhân Học Viện. Cái vị tướng của mình làm clip ngày hôm nay đó chính là một cái vị tướng trong anime với cái tên đó chính là Midoriya. Midoriya anh em nhá. Đó, một cái vị tướng sát thương vật lý ở trong cái tựa game này. Như đầu cái clip anh em đã xem rồi thì vị tướng này có cái sức mạnh cũng khá ok đấy anh em. Có cái chiêu hồi máu rất là hấp dẫn, cũng như là cái chiêu quấy dạng kiểu ulti của Lee Sin anh em ạ. Giống kiểu ulti của Lee Sin anh em nhá. Cũng như là cái vị tướng này khi mà chúng ta lựa chọn ở cái phần chọn tướng khi mà chúng ta bắt đầu vào trận đấu ấy, thì cái video rất là đẹp mắt nó sẽ xuất hiện, cực kỳ phê em nhá. Đó. Vị tướng này có giá hình như là hơn 11k vàng. Chính xác là như vậy, hơn 11k vàng. Và hôm nay thì mình sẽ cầm một cái trang phục này là Lon Hero cái gì đó. Không biết là sao tất cả các tướng ở trong mình sở hữu hiện nay thì trang phục của mình đều có full anh em ạ. Không hiểu là sao luôn. Cái arc này mình đập lâu phết rồi. Arc mình đập từ cái hồi mà game bắt đầu mới mở hay sao ấy. Thì mấy cái vị tướng của mình sở hữu hiện nay thì tất cả các trang phục đều mình dùng được. Đều dùng được hết anh em ạ. Mình đều dùng được. Không biết anh em thế nào thôi. Rồi ok, hôm nay thì mình sẽ đi đường dưới hỗ trợ cho xạ thủ. Bộ 3 kỹ năng và một cái nội tại của cái vị tướng Midoriya này như sau. Nói chung là con này sở hữu cái bộ kỹ năng cũng hay hay. Chiêu nội tại của cái vị tướng này đó chính là khi mà con này mất máu, mất càng nhiều máu thì cái sát thương gây ra càng cao. Đấy, cứ mất máu là sát thương được tăng anh em nhá. Chiêu thứ nhất của cái vị tướng này như sau. Kích hoạt thì sẽ mất đi 15% máu của bản thân, tăng tốc đánh cũng như là di chuyển trong khoảng 3 giây em nhá. Đấy. Kèo theo đó là gây cả sát thương vật lý cũng như là tăng cái tốc độ chạy, giảm cái tốc độ chạy của địch đi trong khoảng 2 giây. Đó. Nhầm mồm anh em ạ. Chiêu thứ hai của con này đó chính là chiêu hồi máu. Tướng địch xung quanh thì có cái khả năng bị mất máu theo thời gian khoảng tầm 5 giây khi mà bị tướng là kích hoạt cái chiêu thứ hai. Đấy, hồi lại chính cho bản thân bị tướng này một cái lượng máu cũng khá cũng như là đánh cắp cái lượng máu của tướng địch ở xung quanh để mà có thể là hồi lại máu cho cái bị tướng này. Đấy, chiêu cuối của bị tướng này thì lao theo cái hướng chỉ định. Lao vào cái tướng địch nào đầu tiên thì nó sẽ đẩy cái tướng địch này lên cao, sau đó thì giáng cái tướng địch này xuống đất. Đấy, gây cái sát thương rất là lớn. Tính thường vật lý rất là lớn, mất một cái lượng máu rất là lớn cho tướng địch. Và khi mà kích hoạt chiêu cuối thì cái vị tướng này sẽ mất đi 25% máu của bản thân. Khi mà giáng từ trên trời giáng xuống cái vị tướng địch nha thì nó sẽ bị mất đi 25% máu của bản thân trong suốt khoảng cái thời gian mà cái vị tướng này ở trên không trung ấy, thì nó sẽ không bị, cái vị tướng này sẽ không bị chọn làm mục tiêu. Bộ 3 cái kỹ năng và một cái nội tại của cái vị tướng Midoriya thì như trên anh em nhá, khá là chi tiết rồi đấy. Rồi ok, trong cái tựa game Phi Nhân Học Viện sắp tới sẽ ra mắt tại Việt Nam này thì tướng ở trong anime rất là nhiều. Không biết là cái bản quốc tế sắp tới ra mắt tại Việt Nam ấy thì
tướng nó sẽ đầy đủ như cái bản Trung Quốc hay không thì chúng ta sẽ cùng hóng đợi nhé. Nói chung là sức mạnh của cái vị tướng này là ăn ở cái chiêu cuối cũng như các bản đánh thường. Còn cái chiêu thứ nhất kích hoạt thì nó sẽ gây sát thương vật lý cho đối phương, thì nó cũng gọi là một cái lượng sát thương vừa vừa thôi, không được cao cho lắm. Còn cái chiêu thứ hai, cái chiêu hồi máu, thì cái lượng máu hồi lại cho cái vị tướng này ở cái giai đoạn đầu thì cũng khá là ổn. Nhưng mà khi mà giai đoạn về sau thì vị tướng này có một cái lượng máu khá là nhiều khi mà chúng ta lên đồ rồi, thì cái chiêu thứ hai nó hồi máu không được nhiều đâu anh em, gọi là vô nghĩa. Đấy rồi. Ok, đó là giới thiệu cho anh em về cái vị tướng Midoriya, một cái vị tướng anime trong cái tựa game Nhân Học Viện. Anh em thấy cái vị tướng này thế nào nhớ comment phía dưới video. Đừng quên ủng hộ kênh TV Game bằng cách là đăng ký kênh, like và share clip này nhá. Rồi bây giờ thì mời anh em xem clip và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo. I'm just a no to make you smile. And you need me to hold. Get up off my feet, 'cause I believe.